Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là con đường DT753 thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước chị ạ. À, đây là đường nhựa DT753 nha anh chị nhé. Anh chị đi ra hướng này, đi khoảng 9 cây số nữa là anh chị ra được thành phố Đồng Xoài, rồi ra được chợ, được ủy ban, được quốc lộ 14 DT741, trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước anh chị ạ. Là đi khoảng 9-10 cây số nữa anh chị nhé. Và anh chị quay lại đây, đi hết con đường DT753 thì anh chị sang được huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, rồi về huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Về huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nha chị ha. À, và kia là cái bảng một công ty cây xăng này có cái tên là cửa hàng xăng dầu Khánh Linh anh chị ạ. À, người ta mua cái miếng đất điều, người ta cắt hết điều tới đây, người ta làm mặt bằng, người ta xây dựng một cây xăng ở đây anh chị ha. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất đối diện cây xăng Khánh Linh này luôn ha, là cái miếng đất tôi đang đứng đây, nó bắt đầu từ đây tút sang bên kia. Cái đất này thì nó có là 81,56 mét mặt đường DT753 và 93 mét mặt đường bê tông. 93 mét mặt đường bê tông nghĩa là đất của anh chị đang xem đây là hai mặt đường nhá. Mặt đường DT753 được 81,56 mét, mặt đường bê tông được 93 mét anh chị ha. À, hơn 8 xào anh chị nhá. Đó. Giờ tôi xin phép thì không ra đường DT753 mà tôi đi trên này, tôi quay xuống vì trên này nó cao, quay xuống nó dễ hơn. Rồi, còn quay lại đây thì cái ranh giới rất là rõ ràng anh chị nhá. Đấy, đây là cái cọc bê tông này. Đấy, cọc bê tông sang bên kia là của hai cô chú đang dọn dẹp cái vườn điều. Vườn điều của cô chú đó. À, còn bên này, vườn này của bê tông á. Bên này của bê tông thì là của cái miếng hơn 8 xào này anh chị ha. Đó, chạy tút về vườn cao su kia, bọc ra cái cổng của cái nhà dân kia rồi theo đường bê tông lại ra DT753. Đất này nó vuông như một cái bàn cờ anh chị nhá. Đó, nó vuông như một cái bàn cờ luôn. Rồi, mời anh chị đi theo tôi theo cái trục DT753 này. DT753 này anh chị ha. Đó. Từ đất của mình về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 110 cây số. Về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nó rơi vào khoảng chừng 85 cây số. Không biết tới 85 không, tôi nói dư giả ra. Về tỉnh Đồng Nai thì khoảng 65 cây. Đó, anh chị ha. Đó. Đất rất là bằng phẳng, vuông vức. Đất nhà ông này vuông như một cái bàn cờ luôn anh chị ha. Đó, tôi phải quay lại cái mốc, cái cột xi măng ngay ngón tay tôi chỉ này, chạy dọc xuống cái vườn cao su kia, chạy bọc ra cái cổng nhà dân kia, ngoài đó có đường bê tông. Bây giờ tôi cùng anh chị đi xuống đường bê tông nhé. Đó, đấy, đường DT753 nhé. Đó, ok không ạ? 81,56m mặt đường DT753. 81,56m mặt đường DT753. Đối diện cây xăng Khánh Linh, anh chị ha. Đối diện cây xăng Khánh Linh nhé. Trên đất thì toàn bộ là trồng điều. Toàn bộ trồng điều. Đất của mình thì... ngay cây số 9 số 10 của DT753 anh chị nhé. Gần cầu Cứ rồi. À, gần cầu Cứ nhé anh chị nhé. Sau này DT753 nó sẽ mở rộng vào tận đây này anh chị. Sau này DT753 nó sẽ mở rộng vào tận đây này. Cột mốc lộ giới của DT753 này. À, vừa rồi Thủ tướng có họp với tỉnh Bình Phước là mở rộng đường DT753. À, là nó sẽ mai mốt nó sẽ mở được vào đến đây này. Đấy, từ cái mốc này này. À, mốc này. Sang đối diện bên kia có một cái mốc nữa này, không biết anh chị có nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy này, ngay sau cột điện có cái mốc nữa này. Tôi chỉnh nét chút coi. Đó, ngay ngón tay rồi này. Đó, chị theo. Rồi, ra DT753. Đó. Rồi. Ừ. Đây. Đây là DT753. Ở đây DT753 anh chị nhá. Đó. Đó, tôi quay lại này, tôi quét camera lại một lần nữa. Đó, chị theo. Đó, trước khi đi theo đường bê tông xuống thì tôi giới thiệu lại anh chị ha. Mặt đường DT753 của cái miếng này á, thì nó được 81,56 mét mặt đường nhá. Đổ dốc cái là tới cầu Cứ. Đi ra ngoài chợ, ủy ban, trạm xá của xã Tân Phước á, thì nó rơi vào khoảng 2-3 cây số nữa là tới rồi. Đó, đối diện cây xăng Khánh Linh này. Cây xăng Khánh Linh này tới đây người ta cũng làm luôn. Đấy, còn đây bên hông nó là đường bê tông, 93 mét mặt đường bê tông nhá. 93 mét mặt đường bê tông anh chị ha. Đó, tôi phải quay hết sức là chi tiết để cho anh chị xem. Rồi, bây giờ tôi xin phép đi vào cái mặt đường bê tông này. Mặt đường bê tông này thì được 93 mét nhá.
tôi xin phép đi bộ đi ha. Đó. Rồi, từ cái đường bê tông này sang bên chỗ cô chú đang quét lá, dọn dẹp vườn điều á, gần Tết nhất đến nơi rồi. Người ta dọn dẹp đi vườn cho nó sạch. Rồi thu gọn lá vào, không thì không may người nào mà qua hút thuốc, người ta giục một cái điếu thuốc vào cái vườn là cháy, nên là cô chú ở bên đấy đang dọn dẹp sạch sẽ để chống cái vấn đề mà cháy, rồi sạch vườn tới đây cháy điều tới mùa rụng xuống thế mà đi lượm. Đó. Đây là sang đến cái vườn đó anh chị ha. Cái quỹ đất này khá vuông vức anh chị nhá, khá vuông vức bằng phẳng nhá. Tôi thấy nó vuông như một cái bàn cờ luôn anh chị ạ. Đấy, như vậy tôi vừa chia sẻ đến cổng nhà dân ấy. Anh chị nghe chó sủa, mới tới gần nhà nó cái nó sủa luôn rồi. Đó. Con đường bê tông này hiển thị trên sổ 4 mét anh chị nhá. Đó, hiển thị trên sổ là 4 mét nhá. Đây. Sau ở đuôi đất mình có đối diện cái trang trại bưởi da xanh anh chị ạ. Đấy, trang trại bưởi da xanh. Tuyệt vời ha. Rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Lần đầu tiên tôi đi vào đến đây. Đó, đây là cái trang trại bưởi da xanh của nhà hàng xóm này. Rồi quay lại đây. Đó, ở ngoài DT753 vừa tôi quay rồi chị ha. Và đây là 93 mét, quay sang đây. Đó, bên phần cao su là của hàng xóm, bên phần điều là của hơn 8 sào này anh chị nhá. Đến đụng sang cái vườn điều mà cô chú đang quét lá bên kia anh chị nhá, vuông như một cái bàn cờ luôn. Đó, một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đất của anh chị đang xem đây là có chiều ngang mặt đường DT753 là 81,56 mét mặt đường, cộng thêm một con đường bê tông 4 mét này nữa, hơn 93 mét mặt đường nữa. Tổng diện tích là hơn 8 sào anh chị nhá, hơn 8 sào. Giá bán của người ta là 13,5 tỷ có thương lượng anh chị ha. 13,5 tỷ, 13 tỷ rưỡi ấy, có thương lượng anh chị ha. Đấy. Gần cầu cứ, gần trường cấp 1 cấp 2 ủy ban chợ trạm xá Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước anh chị ha. Đó. Nhưng mà đất này thì lại thuộc địa giới hành chính là thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Một số 1 anh chị ha. Vuông như một bàn cờ. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website của công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhá. Một lần nữa, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.